Rồi, đến hạn nó lên rồi. Hôm nay bên em cũng về một số máy, em sẽ báo giá và review cho người xem rồi. Đây, rất là nhiều máy mới giờ nha. Thì đầu tiên em sẽ báo từ trái sang phải rồi. Đây là con Get Magic 5G mọi người. Đây là điện thoại gaming phone nha. Get Magic 5G. Đây. Cái này chạy chip Snapdragon đó gần đó là 865 rồi. Màn hình tính tần số quét là 144Hz nha. Để sẽ còn mọi người xem. Màn hình là AMOLED rồi. 144Hz nè. Và cái dòng sản phẩm này á là có cái quạt tản nhiệt bên trong rồi. Mọi người bật lên á là sẽ có cái quạt tản nhiệt nha. Em bật cho mọi người xem. Có vân tay trong màn hình luôn. Get Magic 5G. Đây. Đó. Có đèn led nè. Đây cái chỗ là chỗ qua quẹt nha mọi người. Đó chỗ quẹt nè. Đó. Máy thì còn rất là đẹp nha. Có hai phím 9G cảm ứng luôn rồi. Đây phím 9G cảm ứng ở đây nha. Đây cái quẹt thì nằm đây nè. Nghe tiếng quẹt luôn rồi. Không biết mọi người có nghe không nữa. Đó để sát vô cái mic rồi đó. Đó. Nó cái quẹt nó nằm trong. Để tản nhiệt mọi người. Máy thì rất là đẹp nha. Đây màu đỏ nè. Gần như là chín chín luôn rồi. Đó. Máy còn rất là đẹp. Máy chạy suốt luôn á. Có một cái đèn led nè mọi người. Đây. Ok chưa? Đây là điện thoại gaming phone. Đây có chỉnh rất là nhiều thứ nè. Chế độ gaming. Có hộp luôn nha. Đây có hộp mà còn gì ta? À còn hộp với sạc luôn rồi. Đây sạc của nó đây. Để cho mọi người xem. Không hay ghi nhiều quá ta. Làm hay ghi nhiều quá ta mọi người. Họ để qua đây xíu hầm coi sao. Có hộp với sạc luôn nha mọi người. Giá bán là 7 triệu 3 nha. Là 7 triệu 3 hộp sạc zin. Nhưng con này sạc cũng nhanh lắm mọi người. 7 triệu 3. Ok chưa? Máy gần như là 99% luôn. Quá đẹp mọi người. Nói chung mày hâu rẻ bán rẻ thôi. Mấy con này giá này quá tốt luôn á. Chip Snapdragon là 865. Em cho mọi người xem. Giới thiệu nè. CPU nè. Snapdragon 865 lớp người thấy không? RAM 8GB nè. Bộ nhớ 128GB nè. Đó. Màn hình là 144Hz. Mọi chức năng sử dụng bình thường nha, không lỗi gì hết người. Con nào có lỗi em sẽ báo nha. Không phải camera đâu người. Này có gì em reset sao? 7 triệu 3 thôi. 7 triệu 3 nha. Ok. Đó, 7 triệu 3 nè. Rồi, tiếp theo sẽ là iPhone 12 Pro Max. 12 Pro Max người. 12 Pro Max thì con này bán giá là 18.900. Con này phiên bản là 256GB, pin còn 87%. Đó. Con này thì mã Mỹ nha. Ngoại hình chắc tầm khoảng 97% rồi. Nói chung con này có vỏ nó hơi xấu nha. Em sẽ quay kỹ cho mọi người xem. Này. Anh có mua lại điện thoại Samsung A53 5G không? Nguyễn Minh Tiến bên em vẫn có mua nha. Mua bắt buộc mọi người phải đến cửa hàng bên em. Bên em mới xem máy và định giá được rồi. Không có báo giá online nha. Đó. Ok chưa? Quá đẹp. Đó. Này. Cái sổ nó bị bạc màu rồi. Phải không? 26GB, 18.9, 12 gỗ mắt, mã Mỹ, 18.9 nha. Giá này cũng rất là ok nha. Em để qua cái này, hộp này qua xíu. Rồi, tiếp theo là K50 Gaming mọi người. K50 Gaming thì máy mới. K50 Gaming cái mới, RAM 828GB. Đây, nguyên siêu nha. Chip sản là gần là 8 Zen 1 mọi người. Đó, giá bán là 8 triệu 3. 8 triệu 3 nha. Con này màu xanh. Hai con đều màu xanh. Ra mua cho mình thì chưa khui. Ai qua mua thì khui luôn. Oppo Reno 7. 6.250. Con này mới vừa xài luôn rồi. Đây. Chính hãng nha. Mấy con này thì còn bảo hành hãng rồi. Máy thì rất là đẹp. Màu đen. Nói chung đẹp như mới luôn á. Con này đẹp như mới rồi. Không thấy chạy suốt gì hết nha. Đây, sạc pin vẫn còn. Và nhiều lúc em quay livestream em không đọc lần được mọi người thông cảm nha. Thì cái máy này á, là bên em cũng mới đem về. Xong em là quay người quay đầu tiên rồi. Nên em tập trung quay hơn là đọc bình luận nha mọi người thông cảm nha. Oppo Reno 8, Reno 7 chứ. Reno 7 6.250 nha. Máy còn bảo hành hãng dài.
còn là Oppo Reno 7Z 5G nè, Reno 7Z 5G nè. Oppo Reno 7Z 5G full box luôn. RAM 828GB chip Snapdragon 695 5G. Đó. Rất là đẹp nha. Sạc pin vẫn còn 6.750. 6.750 mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là Xiaomi Mi 10S rồi. Đây Mi 10S nè. Đây. Đây, RAM 8GB nè. Bộ nhớ là 128GB, con này chip 870 mọi người. Mi 10S đúng rồi, chip 870 á, 128GB nha. Đó. Mi 10S. Biết phải không nữa. Con này em quên lâu quá không bán cũng quên này. Mọi người có thể search Google lại giúp em nha con chip nha. Máy thì còn rất đẹp. Màu trắng nha mọi người. Đó, Mi 10S màn hình cong. Giá bán là 8.6 nha. 8.6 mọi người. 8.6 nha. Tiếp theo sẽ là iPhone 11 Pro Max. 11 Pro Max con này màu vàng nha. Pin còn 85 rồi, con này 256GB. 256GB rồi. 14.400, 11 Pro Max 256GB. Đây. Pin 85. Mã Mỹ nha mọi người, con này mã Mỹ nè. 14.400. Con này là pin còn 84 mọi người, con này mã Việt Nam. Mã Vena. Để cho mọi người xem. Đây, mã Vena nha, 256GB hết luôn, hai con màu vàng. 14.400 rồi. Redmi K40 Gaming nha. Chip Dimensity 1200, có phím chích gợi vật lý nè. Đó, mọi người thấy không? Em có hai con, một con màu xám và một con màu trắng. RAM 12GB, 728GB, Dimensity 1200. 5.850. Đây con màu trắng nè. Đó. Con màu trắng chưa có tiếng Việt nha. 5.850. Đây là Xiaomi Mi 11 Lite 5G. 4.4, còn RAM 8 là 4.6 mọi người. Đó, cái này nãy mới lai chia mọi người. Mới đẹp chính chính hết nha. Chip sẽ gần là này, 780G. Qualcomm sẽ đã gần 780G, màn hình 90Hz nha. Camera sáng 40MP. Đây con này RAM 6 nè. Kích lên ảo được 2GB đúng rồi. Đó, là 4.4. Máy đẹp 99. Này, có màu xanh nữa nè. Có màu hồng nữa nè. Có màu hồng nữa nè. Đó, 3 màu nha. Rồi, tiếp theo sẽ là Oppo Reno 6Z 5G 4.3. Đó. Thì nó 6Z 5G 4.3. Con này là RAM 8GB, 128GB. 4.3 không ạ? Là 4.3 nha, màu đen nhám. Oppo Reno 7 5G, RAM 8 luôn. 128GB, 5.950. Con này 4G chứ. Oppo Reno 7 4G nha, máy đẹp keng. Máy còn rất là đẹp. 5.950. Còn là Oppo Reno 6 5G nha. Reno 6 5G. RAM 828GB. 6.2 đẹp keng. Bị rớt cái giá. 6.2 đẹp keng nha, Reno 6 5G. Máy rất là đẹp. Tiếp theo là Oppo tiếp rồi. Cái này giờ Oppo không? Rồi đây là Oppo Reno 6 Reno 7Z 5G, RAM 828GB luôn, 6.2 rồi. 6.2 nha. Cái này chắc tầm khoảng 97-98% rồi. Chân sạc nó hơi bị cứng xíu nè, đó. Có sao bó vậy nha, 6.2. Đây là Oppo Reno 5 rồi, cái này lưng hơi nhăm xíu. Người ta sẽ ốp không kỹ rồi. Đó, không chịu vệ sinh cái ốp á, nó bị nhăm hết lưng nha.
Hino 5 RAM 128GB 3.8 triệu, còn máy đẹp là 4.1 triệu rồi, cũng là RAM 128GB luôn, máy đẹp 4.1 triệu nha. Nóp 10 bản Việt Nam 2 SIM này, nóp 10 bản Việt Nam 2 SIM RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, hai bộ nhớ là 26GB, hai SIM chính hãng 5.7 triệu. Còn là bản hàng một SIM nó sẽ là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, 5.2 triệu. Tiếp theo sẽ là Samsung A52s 5G, 5.450, bảo hành 2011 nha. Đây là A22 5G, 3.650. Tiếp theo là Vivo mọi người, Vivo V20 2021 3.3 triệu, RAM 828GB. Vivo V23e RAM 828GB 3.950. 12 gồm mắt màu xanh 12.300. B86 Samsung A02s 2.250 RAM 464GB. Rồi mọi người lưu ý nha, mọi người cần giao dịch thì lưu ý mọi người. Bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168 5 con số 9, mọi số tài khoản khác là lừa đảo người. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha. Số điện thoại là 0774696833, 0703 7474 và 06078 74 người. Mọi người hiện tại cái Zalo này bên em đang bị khóa rồi, không biết sao bị khóa nữa. Nên bên em sẽ đổi là 0774696863 nha. Đó, 863 nãy có đăng lên cái trang fanpage người. Nhắn tin Zalo thì 0774996863. Đó, mọi người lưu ý giúp em nha. Thì bên em chỉ có dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh 97168 5 con số 9. Và tài khoản của em không bao giờ bị khóa tài khoản hoặc bị lỗi tài khoản nha. Nếu có ai nhắn tin bị khóa hoặc bị lỗi là người đó. Vũ Minh Khoa lừa đảo, Lê Văn Vinh lừa đảo, Hồ Văn Minh là lừa đảo nha. Mọi người lưu ý giúp em. Rồi, bên em thì có hỗ trợ trả góp, không cần trả trước tất cả các dòng máy là người, và ship code toàn quốc cho xem hàng trước thanh toán nha. Bảo hành 3 tháng 1.1, không bảo hành gây nước cứng đớm và màn hình nha mọi người. Rồi, em lên tiếp một khác nha. Samsung Galaxy S20 Plus 6.850, chip là 865 người. iPhone 11 pin thấp thì 8.3 triệu, con này pin 100% 18.5 triệu nè. Con màu đen nè, à con màu đỏ nè. Còn con màu xanh min á là 8.8 triệu nha, pin 100%. Đó. iPhone 11 Pro, con này cái kính nó bị mẻ xíu đây nè. Máy thì còn rất là đẹp nha. Mẻ xíu gọn đây thôi. 8.9 triệu, iPhone 11 Pro 8.9 triệu người. Máy còn rất là đẹp nha, màu gold. Còn pin cao, pin 96 nè, 10.500. Con này cũng pin cao luôn, 10.500. Còn pin thấp á tầm 9.9 triệu thôi. Pin 8 biết thầy 8.9 triệu người. S20 5G 5.650 người. RAM 12 26GB, chip là 865 nha. Đó, chip là 865. Lớp 10 bản hàng 5.2 triệu. IPad 26GB 9.6 triệu, pin 100%. Còn pin 8X á thì 9.3 triệu. Đó, pin 8X thì 9.3 triệu. iPhone 12 Pro Max 128GB, pin 90, 18.800. iPhone 12 mini 8.7 nha. Galaxy 2 chip là 865 mọi người. Galaxy 2 5G nha, đây phiên bản 2 nha mọi người. Đó. 8.2 triệu, chip là 865. IPMAT 64GB màu đen 7.6 triệu. SE pin 100% 4.450. iPhone 12 Pro 14.600. iPhone X lên vỏ nha, 6.500, pin 100%. iPhone XS màu đen á là 5.500, màu trắng màu vàng là 5.800, còn pin 100% á là cộng 2300. 64GB. 13 gồm á
26.200, 26 GB. S22 Ultra 19.200. Note Bluetooth 5G 72 SIM 6.8. Note 2 Ultra bản Mỹ 12.500 nha. Note 2 Ultra bản Mỹ RAM 128 GB, chip là 865, 2 SIM. S21 Ultra bản Hàn 12.900. Rồi Note 2 Ultra bản Hàn 11.900 rồi. iPhone 12 Pro Max 20.800. Giá clip 3 11.500 người, bảo hành tháng 10 nha. Oppo A76 3.950. Oppo iPhone 11 lên vỏ mọi người, 9.3. Pixel 4 màu trắng với màu đen là 3.6, màu cam là 3.8 mọi người. iPhone 12 Pro 15.800. S20 Ultra RAM 12, bộ nhớ 26 GB, em có hai màu nha, màu đen với màu xám, 7.750. Chip xử lý Snapdragon là 865 rồi. Đó. Đây, RAM 12 26 GB. Màn hình 120Hz luôn nha. Đó, 120Hz nè. 7.750 nha mọi người. Camera thì zoom được 100x. Đó, zoom đến 100x nha mọi người. 7.750. Oppo A52 3.050. Note 20 5G 7.7 nha mọi người. iPhone 7 32GB 2.1, pin 92. S21 5G 8.6. S9 Plus bản Mỹ nha, 3.650. RAM 6GB 64GB. LG V60 4.2. Cái này có lưu ảnh nha mọi người. 4.2, máy đẹp keng. iPhone 13 Pro Max 24.800, 128 GB. iPhone 13 Pro Max 128 GB, 24.600, còn xanh. Bảo hành hãng không mọi người. Oppo Reno 5 5G nha. Chip 765G 4.9. Oppo Reno 7 5G 7.950. Redmi Note 10 Pro 4.8. Realme X2 3.2. Oppo Reno, Oppo Find X3 Pro 11.500. Oppo A91 2.950. Samsung A32 3.750. Oppo F này, Oppo A9 mọi người 2.8 nha. Redmi Note 10 2.9. Samsung A5s 5G 5.000 nha. Samsung A72 5.3. Samsung A50s 2.450. Redmi Note 9 Pro 3.450. Oppo A95 4.000 nha. LG G8 chip 855 2.950. LG V40 2.750. Oppo Reno 4 Pro 5G nha, con này phiên bản 5G rồi. Giá bán là 4.950 nha. Chip 765G, màn hình 90Hz. Samsung Galaxy S20 FE 6.350. RAM 128 GB, chip là 865. Oppo Reno 5 4.1. Oppo A74 3.5 nha. Oppo Reno 7S 5G 6.4. Oppo A57 3.6. Samsung A22 3.450. Samsung A02s 2.250. Samsung Note 10 Lite 4.8. Samsung A12 2.9 nhé, RAM 6, còn RAM 4 sẽ là 2.550, pin 5.000.
Oppo A74 3 triệu gửi 50 người. Oppo A53 2 triệu 350. À, đây là S22 Plus 15 triệu 800. S22 12 triệu 300. Oppo A93 3 triệu rưỡi nha. Oppo A94 3 triệu 8. K30 Pro 4 triệu 850, chip là 865. Redmi 10 2 triệu 950. Oppo Reno 7 nha, 6 triệu 050. Oppo F11 Pro 2 triệu 8. Redmi Note 11 3 triệu 150. Oppo Reno 10X 4 triệu 6 nha. Oppo Reno AF 3 triệu 250. Poco X3 Pro 3 triệu 7. Mi 1T 6 triệu 050. Xiaomi Mi 1 Y 10 7 triệu 8 nha. Redmi Note 10 Pro 4 triệu 8, 4 triệu rưỡi cho mọi người. Realme 7 2 triệu 9. Redmi Note 10 3 triệu 450, RAM 6 nha. Mi 1 Lite 4G 4 triệu 050. Redmi Note 10 5G 3 triệu rưỡi. Redmi Note 8 Pro 2 triệu 850. Poco X3 NBS 3 triệu 450. Vivo Y72 3 triệu 4. Mi 10 Ultra 8 triệu 6 rồi. Oppo A5 2 triệu 350. Ok, buổi livestream có là hết rồi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream cũng nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ rồi. Bye bye.